dễ chịu. Anh thấy lúc mà em thở vô nó có hơi nóng nóng đó. Nóng lên tức là giữa rồi cái cái kia, giữa cái kia với cái hết được đó hả? tức là hai cái đó em thấy cái nào hiệu quả hơn, tại anh muốn biết để Thấy hơi thuận, hiệu quả hơn. em Nó nghịch thì chưa thấy lắm, chưa thấy gì lắm. tại vì cái nó giống như là cái quân bình lại giữa cái thuận với nghịch. Ví dụ mà mình thấy cái nào nó dễ chịu mình giữ lại, còn cái nghịch thì em không, em có thể thở ít lại Thế là em tại chưa đâu. thấy Nhưng nhiều. mà sau này nó cũng có, nó vẫn có ít nha, tại Nó điều hòa cũng phải anh. nó giống như là Nó dương xả âm cũng. với dương như vậy đó, À vậy thì nó hả? có nguyên lý, nó cũng nguyên lý của âm với dương, tức là nhiều khi mình bị về âm thì mình thở cái hướng kia, bị dương thở hướng này, thì thường thường nhiều người ta bị bệnh về âm thì mình thở cái bình thường, mình thở cái anh trước thở lên, còn cái thở mà ngược lại á đó là nó ít có bị nhiều người À có nghĩa là bị thiếu cái âm dương đó, thiếu âm đó, thì thì thở cái đó không. là nó dùng mình cân bằng. Thì bữa nay anh sẽ chỉ thêm nữa là cái cách mà mình cảm nhận cái chuyện, cái này là tùy em ha, nếu em cảm nhận được tốt là mình sẽ cảm nhận được cái vùng ở cơ quan mình nè, nó sẽ gì, nó có cái gì thay đổi bên trong xung quanh, ở như như trong đường ruột hay bao tử, mình sẽ tự cảm nhận được nó và mình điều tiết cái hơi thở sao cho nó dựa theo cách anh chỉ thở điều tiết. Nghe là nghe bụng như gốn không? Tức là nguyên cái vùng từ bao từ dạ dày kéo xuống tới ruột non lẫn cả ruột già luôn, tức là nó nguyên vùng vùng cơ hoành Cũng của mình gần á, tới ruột non rồi nó nên nó ngay bị trung hại. nguyên cái vùng cơ hoành của mình luôn. Vậy được á. Thì Nhưng nó mà sẽ mình là có nghe mấy bài có thở lúc nào tập cho nó thở bất cứ lúc nào á, hay không, là cái này thường tập thường trung là cho thở? ở lúc mà mình thư giãn chứ không có lúc nào cũng được. Còn trường hợp nào em bị đau bất chợt thì làm sao em thở được, em đang bất chợt em đang ngồi làm mày đau quá, xong cái mày sao mày thở, mày phải nằm xuống mày mới thở, chứ mày đang đau cái mày nằm xuống mày thở liền chỗ công ty mà sao nằm, đúng không? Còn nếu mình như Phải bất khả, ngồi. còn nếu mà ngồi thở vẫn được, không phải không được, nhưng mà có điều rằng là ngồi thở thì em phải có thời gian để mình thư giãn rồi em mới vô cái bài thở, chứ phải vô cái thở liền cho nó đỡ, không có, nó không có ra được, nó phải đi theo một cái quy trình thì bắt đầu em mới cảm nhận được cái vấn đề đó, đúng không? Thấy vàng không, chứ mình đâu có vô thẳng cái là nó đâu có được cái gì đâu, nó bậy lắm. Phải có quá trình từng. Thì bây giờ bài bữa nay cũng vậy, là em cũng phải bắt đầu là như là em ngồi em thư giãn rồi em thở điều hòa cơ thể, xong rồi anh sẽ chỉ cách rồi em tự cảm nhận, rồi em phối hợp khi mà em khó chịu chỗ nào thì em dùng cái thở xuôi thở ngược kia em điều tiết cái hơi thở đến cái vị trí mà mình đau và mình hít thở đều cho nó vị trí nó Giờ giảm không bớt dám đau. thở bậy nữa, thở bậy là nó nguy hiểm. Rồi rồi xong Thở cái bữa bậy nó gây cuối á, cái bệnh. bữa cuối là em tập chân kinh và em sẽ điều tiết cái hơi thở mình làm sao cho nó nhẹ nhàng ha, tức là dựa trên cách anh chỉ này là em thở đều hòa bình thường thôi, chứ không có xài cái dưới dưới đan điền kia nữa. Tại vì cái đan điền nó làm cái hiện tượng là giống như là mình bị rối loạn cái hơi thở của mình, nó đi không có đúng. Đúng rồi, nó gây hại tác Tại em cứ dụng. suy nghĩ đi, đan điền là em phải giữ khí ở đan điền, rồi em vừa động tác ở trên em phải thở ở trên nữa, tức là nó đâu có phải là một bài chung với nhau, nó đâu có ăn đơn. Đan điền là luyện thở đan điền, còn tập là tập, nó đâu có kết với nhau lại như vậy được. Đúng rồi. Biết đan điền là em luyện thở, còn mà luyện khí nó khác nữa. Thở đan điền là mình thở mình cảm nhận đan điền, gọi là thở, chứ đâu có kêu là mình lấy dịch kinh mình quăng đan điền vô mình quậy trong đó chết. Để Đúng rồi, nó phản tác tại trên dụng. thực tế cái bài dịch kinh nó đâu có kêu mình thở đan điền gì ở trong đó đâu, nó chỉ chỉ mình Ừ, động chứ em tác tưởng thôi. có, chứ em tưởng Tại kết hợp vô nó tốt hơn. tại Em có nghe tại tập tại tại như khiến tại nó chạy tại mạnh hơn. nó chạy mạnh, tại vì mình thấy là sao, tại mình dồn nén ở đó mà mình bung ra, giống như em gom lại chỗ em xả lên ra nó phải có thôi, nhưng mà chính như vậy nó sẽ khiến cho em bị gọi là mất khí, mất mất đi cái năng lượng rất là lớn. Em xả em có phải em ra mồ hôi rồi cái năng lượng em xả ra rất là nhiều không, Dạ đúng rồi. nó khiến cho cái người em tự nhiên có một thời gian ngắn em giảm cân rất là nhiều, mặc dù em rất là khỏe chứ em không phải là mệt, nhưng mà cái số cân mình giảm rất là nhanh do cái năng lượng em đốt, em dùng cái phần năng điện đốt. Đúng rồi, nó làm mất năng lượng quá trời. Em đốt xong em thấy là mồ hôi nó ra giống như là như sấm vậy á, ra ướt nhẹp chùm nhem luôn, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà mình Cái không đó giờ có, em tập nhưng mà mình ra không mồ có thấy hôi. nó mệt, thấy nó khỏe, nhưng mà vô tình nó làm mình sụt cân bằng Nó bị tổn thương mấy nội do tạng nữa. mình đốt quá 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 mức. Mình đâu có cần đến mức đó, mình cần điều dưỡng để mà mình tập bình thường, mồ hôi là nhẹ nhàng thôi. Để Còn mình mẹ tích lũy còn thôi mình, chứ tại vì không. mình trẻ, em sung mình trẻ mình thấy ủ nó đã quá quất tới nóc Tích lũy luôn, thôi mình vô chứ ao mình ao ao mình vô xả tình là mình, cái này là mình xả ra, chứ còn mình tập là mình dưỡng,
hiểu không? Chứ mình đang dùng cái đan điền mình để mình xả năng lượng ra. Khi mà xả năng lượng có phải mồ hôi, năng lượng mình nó tỏa ra ngoài hết không? Thành ra cái cơ thể mình nó sẽ bị nóng luôn á. Thành ra bây giờ mình bỏ bớt cái đó lại. Bỏ cái luôn đan, cái đan điền bỏ đi. Dạ. Sau này em khỏe lại rồi, em phải tập lại đan điền thở riêng mình nó, mà em không có vận dụng vô mấy động tác nào hết. Đó là em điền thì em thở rồi. Dạ. Ha, chứ không có xài vô bất kỳ một cái bài nào hết, tại vì người ta không có chỉ cho mình, không có dùng. Tại vì mình không có biết, mình dùng bậy là mình nó loạn. Có nghiên cứu sâu. Tại mình tham, bản thân mình cũng tham, mình thấy đan điền nó đã quá. Không có, tự mình tập đúng. Tại mình cảm không, thực sự nó cảm nhận cái cảm nhận của nó rất là mạnh. Mạnh lắm. Nhưng thành ra mình tham, mình vô và em thấy nó đã quá, em thấy nó ảo diệu luôn á. Nhưng mà thực sự là nó làm cho mình đốt năng lượng, đốt rất là mạnh, em thấy không? Nó làm cho em người em rất là sung, đã lắm, nhưng mà nó ào luôn á. Cả mồ hôi như suối luôn. Nhưng mà thực chất là mình đang bị đốt năng lượng. Cái đó nhìn tập, thành đó là anh nói với nó đốt hết năng lượng, nó đốt tới mấy chỗ khác nữa bây giờ, nó tổn thương luôn á. Đó bây giờ kiểm chứng luôn rồi. Bởi vậy thành ra là mình chưa có kinh nghiệm, mình đừng có xài đan điền. Dạ, tại vì cái đó là chỉ dành cho mấy người ta luyện cao, người ta luyện tự, người ta luyện, còn mình đâu có cần thiết cái đan điền nó luyện sức khỏe thôi. Sức khỏe thôi chứ tập mấy cái đó mình bí với anh chi. Rồi giờ thôi thở thư giãn rồi tháo một kiến cỡ gì nịch luôn đi. Nhiều khi ai coi clip này tưởng tao làm gì mày tháo một kiến cỡ gì nịch ra. Dạ, thư giãn không anh, tháo một kiến rồi. Cỡ gì nịch luôn, lấy gối để xuống nằm xuống ơi. Giả bụng lên coi nữa. Này chắc nguy hiểm. Cái hai ông thầy này ông dạy thằng này ghê quá. Dù mà không có hình mà nghe tí. Nó làm gì thấy ghê quá. Nguy hiểm quá. Cởi đi lịch cái đi. Cởi nhìn lịch đi, phải ông giả bụng lên nữa chứ nguy hiểm quá. Rồi, thư giãn đi, cảm thấy nào thoải mái thì anh sẽ bình cúng. Nào thấy cơ thể toàn thân dễ chịu, hơi thở đều rồi bắt đầu anh chỉnh chỉ ít nhất cũng phải kéo khoảng 5 phải 2-3 phút vậy đó. Thường thường em tập em để hai tay, cái tay nào thấy tay nào nóng, tay nào nóng hơn tay nào thì mình đừng đẩy. Không phải tay nóng anh, mà cái chỗ này nó nóng nè. Đúng, nó nóng, ý là phình phải em đổi tay thử khác. Em thường để tay phải. Tay phải thì thuận không? Đổi tay kia. Dạ. Rồi. Tại nó cũng ảnh hưởng đó nha. Tại vì cái tay mình là cách dùng là nó là nơi điều khí đi mà. Dạ. Ừ. Em là đổi tay. Dạ em đổi liên tục ha. Em đổi thử. Bây giờ tức là bây giờ em để hai tay em lên luôn. Rồi chồng hai tay để bình thường vậy đó, rồi làm đi. Rồi xong cái đầu lâu cái em để cái tàu, em đổi cái tay kia lên trên. Rồi em cảm nhận coi cái nào nó được hơn cái nào mình biết. Lúc mà thở miệng á, nó không có hở miệng lớn quá. Nó xong nó làm miệng mình khô. Hiểu không? Thở nhẹ nhàng thôi. Chậm rãi. Này cũng khô miệng, bông môi nè, thời tiết thay đổi nè. Khô quá trời.
cái mình làm này nó đảo rồi, gì mà nó chìa thẳng. Tịt luôn, ông bà ông nhét cái gì cho nó tịt luôn rồi. Rồi, ổn chưa? Dạ. Rồi, ổn rồi ha. Bây giờ là không có thở giống lại nữa. Bây giờ em thả lỏng ha. Khi mình thở bình thường là thở bình thường đúng không? Rồi giờ cái bụng bỏ tay ra nè. Khi mình thở bình thường là cái bụng mình nó sẽ không có lên sâu, cũng không có lên cao mà cũng xuống thấp đúng không? Rồi để nguyên vậy. Rồi. Mình để như vậy ha, để cái tay bên một tay nào mà thuận á. Ừ rồi, để bình thường thôi. Thả lỏng ra, thả lên. Rồi. Bây giờ có cảm nhận được trong bụng mình nó có cái tiếng động gì trong đó không nha. Thấy không? Thả lỏng tinh thần nha. Thỉnh thoảng nín nha, nín thở nhẹ, nín thở. Không có gồng bụng, nín thôi, tức là ngưng thở đó. Rồi, ngưng nhẹ nhẹ, ngưng chậm chậm vậy đó, rồi cảm nhận có phải ngay trong bụng nó có cái gì nó rột không? Từ từ cảm nhận ha. Thả tay ra là để lên đây nè. Thẳng vô. Rồi thở ra, rồi thỉnh thoảng thở ra, rồi thỉnh thoảng hơi vậy, thỉnh thoảng cái giữ hơi thở lại, rồi xong rồi chút xíu thở ra, lâu lâu giữ hơi thở lại, giữ lâu một chút xíu, giữ lâu trong thời giữ trong cái khoảng thời gian mà mình chịu được, rồi có phải thấy ngay cảm nhận ngay cái bụng khi mà mình giữ hơi thở đó là bắt đầu nó có cái chuyển động ngay cái phần đó không? Bất kể chỗ nào trong bụng thấy không? Có nghe cái tiếng lột trong cái đường ruột á. Lột lột á. À, từ từ. Chưa thấy lắm. Bây giờ thì chưa thấy. Thường thường nó sẽ về ở cái thời gian khuya, tối, thường như cái giờ mà em đau á. Yeah. Cái giờ đó em sẽ thấy rõ, rất là rõ luôn. Ở vị trí đau nó sẽ có sự chuyển động ở đó. Và khi em làm những cái này anh chị á, là em lắng nghe và giữ hơi thở lại, giữ thêm một thời gian nhất định, xong rồi thở nhẹ, giữ một thời gian nhất định thở nhẹ ra, rồi lắng nghe cái vị trí đó ha, nó sẽ có tiếng động gì chuyển động ở đó, rồi tập trung cái hơi thở hơi nóng mà cái anh chị thở em á, phối hợp nhẹ nhàng vô cái chỗ đó, hiểu không, nắm được không? À, bây giờ là trên, bây giờ anh để tay không, anh đã cảm biết, anh biết là có đây có chuyển động này nè. Và em có thở bình thường đi em thở. Rồi giữ hơi thở lại, giữ lại không thở ra nè. Thấy không? Nè, để cứ giữ nguyên đi. Đấy. Ừ, có chuyển động đó. Thấy không? Dạ dạ. Rồi, đó, nó đó. Thấy chưa? Dạ. Thấy rõ ha. Dạ. Đó. Cái đó là gì anh? Nghe ruột không? Cứ lắng nghe những thay đổi trong cơ thể mình ha. Cái đó là ngay cái phần ruột non. Thậm chí là ở ruột già nó cũng có thể xung quanh đó. Mình không cần quan tâm nó ở ruột nào. Ở nơi nào khó chịu thì mình điều tiết hơi đó. Hiểu chưa? Dạ, dạ, anh thấy có. Rồi có rồi đấy đúng không? Chuyển động. Ờ. Xíu. Ừ. Thường thường mình thấy rõ nhất nó nằm ngay chỗ giữa lòng bàn tay mình. Dạ. Em thấy đúng không? Dạ. Nó nằm ngay giữa lòng bàn tay em thấy không? À, là em sẽ cảm nhận rõ nhất, đặt cái lòng giữa lòng bàn tay mình ở cái vị trí mà mình cảm nhận thấy rõ nhất. Nếu mình cảm thấy tối mình để cái mỗi một ngày mình thay đổi vị trí, mình sẽ cảm nhận mỗi nơi nó sẽ khác nhau. Vậy mình để ở chỗ không đau chốt vô đây. Cái hay của thằng này là cái gì, em không phải để là em thấy được liền. Yeah. Chỉ khi nào bắt đầu em cần cơ thể em thấy khó chịu, bắt đầu em làm những gì anh chỉ, bắt đầu em để cái vị trí đó và để cái tay đúng, không có để bằng cái giày, để
giữa lòng bàn tay nè, nơi cái vị trí mình đau. Là mình đã thở bình thường rồi, hơi nín hơi chút. Đúng như nãy chỉ em vậy đó. Rồi, đó, rồi thỉnh thoảng mình thở bình thường lại để cho nó cân bằng lại cái nhịp tim, rồi lại lật lại một lần nữa, chẳng thấy nín gián đoạn nữa. Hiểu không? Rồi đó. Rồi lắng nghe thiệt, dùng tâm trí lắng nghe cái chuyển động bên trong cái vùng ruột mình. Nó sẽ giảm một phần nào đó cái triệu chứng đau nhất. Có thể nhiều khi nó sẽ nhói lên, hoặc là nó giảm hoặc nó nhói lên. Và mình từ từ mình điều tiết nhẹ hơi thở đi theo để làm sao mình nghĩ đến chỗ đó, mình thở đều ngay cái chỗ đó. Còn ngay cái chỗ đau em nó sẽ nóng lên như cái mà anh chị em thở. Nhớ chưa? Là đầu nó sẽ nóng lên đó, mình cảm nhận cái chuyển động ở đó. Rồi thỉnh thoảng như mình có thể xoay chuyển nhẹ cái tay. Đó. Thấy chỗ đó nó sẽ dễ chịu lại. Và cái chỗ đó nó sẽ bớt chuyển động lại. Đó. Xong lát hồ để xong ngưng lại. Đôi khi những cái này nó sẽ làm cho thay đổi cái vấn đề tiêu hóa của em. Nó sẽ giải quyết vấn đề tiêu hóa, có thể mình xì hơi, đánh rắm, vân vân, hoặc sẽ có phát động những cái âm thanh khác. Nói chung là cái đó mỗi người một cơ thể nó, cái tiêu hóa, hệ tiêu hóa họ sẽ có những cái âm thanh tiếng động khác nhau. Đó. Xoa có cảm giác cái vùng nóng nó chạy không? Nè. Bây giờ cái này là tay thuận ha, rồi cái tay nghịch kia đi lên đây để giữ quyền nguyên. Rồi cái tay này mình sẽ để ngay chỗ này nè. Nó nằm ngay chỗ giao giữa cái đường chỗ thằng bao tử với tim. Thấy không? Bao tử với tim nằm đây đúng không? Đó, để ngay đó. Gần gần nhau vậy nè, đó, hai tay gần. Có phải nó dễ chịu hơn không? Và thở bình thường chứ, thở bình thường đây nãy dễ dàng thở ra. Nó cảm giác nó có một cái làn nóng nó lan từ trên này xuống tới dưới luôn đúng không? Nó không còn một vùng nữa đúng không? Nó dễ chịu hơn đúng không? Nó nóng. Nóng nguyên khu. Đó. Thở là nó nóng rồi. Bây giờ để hai tay lên thấy nó đã hơn đó, nó dễ chịu hơn nữa đúng không? Đúng rồi. Vậy là được rồi đó. Nó hơi nóng rồi nó dễ chịu. Rồi cũng cái canh nhớ gì anh nói ha. Cái hơi nóng nó sẽ đi theo cái tay của em. Và nhớ không có thoát cái tay ra khỏi cái mặt cơ thể mình ha. Giống như em rờ người mình vậy đó. Rờ chậm rãi mà đi từ từ. Lắng nghe cái cơ thể của mình. Rồi. Đó, nó sẽ đỡ. Thỉnh thoảng á, em có thể đưa nó thằng này nè, thấp xuống tới tận đan điền cũng được nữa. Nó điều tiết ấm luôn cả cái vùng đan điền cho mình luôn. Thấy không? Mình mặc cái quần jean nó mới mình nhớ luyện cái này là mặc cái quần nào mà quần đùi gì nó mỏng á. Luyện nhà mà quần đùi. Cảm nhận nó mới sướng. Còn ba cái quần dày mà để là không nó vô tác dụng hết, tại nó cách qua một cái lớp vải dày quá. Nó không có tác dụng. Mình có hơi ấm đó mình. Thậm chí nha, anh chỉ thêm một cái nữa, khi em luyện cái này á, em lấy cái mền mình hay đắp á, sắp ngang nha. Sắp hình dạng ngang như nè, đắp ngang bùng bụng từ bắt đầu từ tim đổ xuống. Tim phổi từ đây nè, kéo xuống đây. Nhớ ha, từ đây kéo xuống tới đan điền luôn. Đó, rồi hai tay luồn ở dưới mền làm động tác này. Nó sẽ tăng lên cái hiệu quả hơn nữa. Tăng hơi nhiệt lên hả? Đúng rồi. Nhưng mà với lại nó, tại vì khi mình luyện cái này mình không thích gió. Ví dụ em ngủ máy lạnh thì em làm thêm cái mền để lên nha anh chị á, thì nó giảm bớt cái lượng hơi lạnh nó tác động đến cái này. Luyện xíu chừng nào mà cảm thấy dễ chịu rồi thì mình bỏ cái mền ra và ngồi về thư giãn, hít thở đều lại rồi xong rồi thì đi ngủ. Rồi ok. Đó. Chiều này nữa là từ từ tập từ từ đi.